Hôm nay của bác sẽ xử lý lột dên con quay A màu ngọc bích. Xe này lột dên nặng anh em. Chai này cũng chạy ráp. Anh em ha. Anh em nghe tiếng máy ha. Mình sẽ giờ làm xe này thôi. Có gì mình quay lại cho anh em coi nha. Sau khi ra dên anh em ơi. Đó, Út 4 này anh em. Ở miền Tây có Út Nhị, còn này Út 4. Thứ. Ừ. Miền Tây đeo kiềng vàng mà còn mình là đeo sân cam ha. Cấy bi thôi. À, đó, cái lốc của ảnh bị đứt dọc ở đây nè anh em. Thì mình sẽ thay cho ảnh cái lốc này, thì ảnh có đặt ở đâu mình không biết. Bà đạn dên của ảnh là mình sẽ thay bà đạn SKF nha. Nồi chủ xe mới làm luôn nè. Bố nồi là thay hết rồi nè. Ít đồng mới sấy luôn. Nhiệm vụ của mình á là thay cái lốc mỏng cho ảnh, với lại thay là ép dên nào lại. Nếu mà thay dên được bị hư thì mình thay tay dên thôi. Mình đã gọi cho anh em nghe rồi đó. Rồi sau khi khách mua một cái lốc mới thì mình đóng mặt đạn vô nha. Để cạo dên vô. Ok ha. Đóng này vô. Đóng vô rồi cạo vô thôi. Lốc mới mình đóng vô cạo vô thôi. Ok anh em. Giờ mình sẽ cạo dên vô nha. Mình rút cái dên vô. Để dên đâu rồi? Còn cái dên của mình đây không à. Dên xe thì đâu mất tiêu rồi. Rồi nha. Rồi mình cạo cái cốt qua là ok rồi. Là không có đụng gì đến cái mặt đạn này hết. Mà cũng khỏi khò lốc luôn. Ồ, ở tiệm mình là chơi vậy hết nha. Ở tiệm nào làm sao kệ người ta. Không cần thiết. Ở đây là mình làm như vậy thì khách hàng nào mà thấy hợp lý thì xuống làm thôi. Sau khi cạo dên vô là nó chia lỗ ác dên ra làm đôi nè anh em, thấy không? Rồi. Là cái lốc này lốc mới hoàn toàn không còi, là đóng mặt đạn vô và cạo vô nè. Giờ mình sẽ ráp vô lại chiều khách lấy. SKF quay đã lắm nha anh em. Đó, thấy không? Đó. Mình vô lại bộ số nha. Mình sẽ chét keo vô lốc thôi. Sau khi vô dên xong, dên quay nhẹ, tốt số có độ rơ. Mình sẽ ráp bằng bên đây nữa là mình sẽ lên máy nha. Rồi ok anh em ơi. Vô cái tông bạc lại. Lên máy nha anh em. Sau khi xong đài máy nha anh em. Trễ rồi, giờ này cũng 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi anh em ơi. Thôi máy đã im rồi nha anh em. Thì mình kết thúc video đây nha. Giờ này trễ rồi. Rồi nha máy anh em. Máy là chủ xe mua lốc rồi nha, 1 giờ mới lại lắp anh em. Chứ không phải là mình lắp từ sáng giờ mới xong. Chủ xe mua lốc tới 1 giờ mới có đó anh em ơi. Thấy không? Rồi mình kết thúc video đây nha.